Xin chào các bạn đã ghé xem kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn giải các trường hợp đặc biệt khác của Rubik biến thể Fischer nha các bạn. Như là hai cái video trước các bạn. Sau khi mà tìm ra tầng 1 và tầng 2 nè các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục đi giải tầng 3 nha các bạn. Thì cái tầng 3 này lúc mình ở mấy video trước á, thì sau khi mình giải thì nó sinh ra một cái hình nha các bạn. Tầng 3 này mặt đáy mình sẽ đi giải dấu cộng. Thì các video trước thì nó có được một cái dấu một cạnh của dấu cộng nha các bạn. Đó. Còn ở cái bước này thì nó sinh ra cái dấu gạch ngang vậy nè các bạn. Đó. Tức là được hai cạnh của dấu cộng. Đó. Cái bước này mình cũng áp dụng công thức để mình làm ra dấu cộng thôi các bạn. Công thức cũng giống như mấy clip trước mình có để đó. Rồi, ở cái hình này á thì mình sẽ quan tâm cái góc trùng nha các bạn, cũng như cái cạnh dấu cộng bên đây nè, nó trùng với tầng 1 và tầng 2 nè các bạn. Đó. Có cái này cũng được. Cái này mình so bên đây thì đó. Đó. Mình để cái cạnh dấu cộng này trùng với cạnh tầng 1, tầng 2 nha các bạn. Đó, vậy nè. Đó. Và mình để cái hình hai cạnh của dấu cộng đã trùng nè. Ở mặt L và R nha các bạn. Đó. Mình để như vậy. Rồi, mình sẽ áp dụng công thức mình đi giải nha các bạn. Công thức này mình sẽ để trên màn hình các bạn xem lại mình nha. Đó. Thì cái công thức này là mình sẽ xoay và các bạn sẽ thấy cái màu nó di chuyển cho các bạn. Công thức là FR U và R U phẩy F phẩy nha các bạn. Đó. Thì mình quay cái công thức này thì cái cạnh bên trái này các bạn. Đó. Cái cạnh dấu cộng bên trái này không thay đổi, nó đứng yên nha các bạn. Chỉ ba cạnh này nó thay đổi thôi. Và nó theo đổi theo kiểu là ngược chiều kim đồng hồ nha các bạn. Đó. Cạnh phía dưới này nó qua cạnh bên phải này. Cạnh phải lên trên và cạnh trên xuống cạnh dưới lại nha các bạn. Đó. Đó mình xoay để nó di chuyển nên biết mình sẽ tìm được thêm một dấu cộng, hoặc có thể nó ra hoàn thành một dấu cộng luôn, hoặc là một cạnh của dấu cộng nữa. Đó. Mình áp dụng công thức nha các bạn. F R U R phẩy U phẩy F phẩy. Đó, nó ra dấu cộng nha các bạn. Đó. Và cái cạnh này nó trùng nè các bạn. Đó, cạnh này cố định nãy là không có thay đổi nè. Mình được một cạnh trùng thứ hai. Đó. Hai cạnh này là không trùng các bạn. Thì giống như cái bước trước thôi. Thì giống như mình tạo được hai cạnh trùng của dấu cộng nè các bạn, hình chữ L nè. Đó. Còn hai cạnh trùng cái dấu cộng bên đây là nó không trùng nè các bạn. Đó. Hai cạnh này nó chưa trùng màu nè. Đó. Thì mình để cái bước này mình để theo hình này nha các bạn. Đó. Thì chữ L này nè. Mình đặt một cạnh nó sẽ quay về mặt B nè các bạn. Đó. Và mặt bên đây là mặt R nha các bạn. Và hai cạnh không chưa bị sai nè các bạn. Mình đặt thêm, bên phía tay trái là L nha các bạn. Tay trái là L. Và đây là mặt F. Đó. Rồi mình áp dụng cái công thức R U
R' U, R U2, R', rồi mình so lại nha các bạn. Rồi được, cái này là hai cạnh trùng dấu cộng các bạn. Rồi bên đây cũng trùng luôn nha các bạn. Đó, hai cạnh này cũng trùng luôn. Rồi tiếp tục mình đi giải cái các cái góc này nha các bạn, góc hình tam giác này nè. Cái góc hình giác này thì giờ mình quan sát coi có góc nào đúng không. À, có cái góc nào đúng nữa các bạn. Cam nè, hôm nay bị lật sai vị trí thôi, nhưng mà nó đúng đúng mặt rồi. Này xanh không đúng, xanh dương không đúng, hồng không đúng. Vậy là có cạnh này đúng thôi các bạn. Thì cái bước này thì mình sẽ xoay cái cạnh của cái góc đúng này thôi các bạn. Mình có thể cây bên phải hoặc là bên trái các bạn của cái tam giác này nè. Đó. Thì duy nhất là cái tam giác này thôi các bạn, mấy cái này nó bị sai mình không quay nha các bạn, mình quay cái góc này để mình nhìn cái ba cái tam giác này sẽ di chuyển như thế nào, cho nó vô vị trí không nha các bạn. Đó. Rồi rồi theo mình thấy thì mình sẽ quay cạnh bên trái này các bạn. Đó. Cạnh trái thì cái cạnh bên trái phía trên này không thay đổi các bạn, thay đổi ba cạnh còn lại, tức là cạnh bên trái phía dưới này thay qua cạnh phải này nè, cạnh phải này lên trên và bên trên sẽ xuống góc bên trái phía dưới bên đây đó, thì sẽ trùng, thì được bốn góc trùng nha các bạn. Đó, sẽ được bốn góc trùng, bốn góc tam giác trùng. Rồi cái bước này thì cái công thức giống như công thức của 3 x 3 thôi các bạn, công thức giải bước cuối của 3 x 3 đó các bạn. Rồi mình sẽ áp dụng công thức nha các bạn, áp dụng công thức bên trái nên quay bên tay trái. LD, L phải, D phải, R phải, D, L, D phải, R, L phải. Rồi mình quan sát nha các bạn. Nó vô vị trí đúng màu hết nha các bạn. Đó. Xanh dương, hồng, xanh cây và cam. Rồi. Nó vô đúng màu hết nhưng mà nó sai cái vị trí nha các bạn. Nó bị lật đứng lên vậy nè. Ở cái bước này thì mình cũng giải áp dụng công thức đơn giản như giống như mấy clip đầu tiên mình có anh nói á. Mình sử dụng cái công thức đó thì nó hoàn thành luôn cục Rubik nha các bạn. Công thức là R', D', RD thôi các bạn. Đó. Mình cứ xoay hết thì cái cục mấy cái góc này nó lật lại nha các bạn. Rồi, bắt đầu mình cái góc mình để đầu tiên là bên tay phải nha các bạn. Đó, bên cạnh phải này. Và mình áp dụng công thức nha các bạn. R', D', RD. R', D', RD. R', D', RD. R', D', RD. Đó các bạn. Mình được một cạnh một góc trùng rồi các bạn, đó. Góc xanh lá cây với vàng nè, trùng nè. Rồi tiếp tục mình vẫn để cái vị trí như các bạn dài như các bạn, mình sẽ tiếp tục mình xoay cái góc mà chưa tròn về cái hướng bên phải này. Đó. Rồi mình để như vậy nha các bạn, góc không tròn nè. Rồi tiếp tục công thức như nãy nữa các bạn. R', D', RD. R', D', RD. Đó, mình được một cạnh tròn thứ hai nè các bạn. Đó. Rồi tiếp tục mình xoay cạnh chưa bị sai, tiếp tục qua bên tay phải nữa đó các bạn. Đây nè. Rồi, như vậy nha các bạn. Tiếp tục áp dụng công thức. R', D', RD. R', D', RD. Đó, mình được một góc tròn thứ ba nè các bạn. Đó. Tiếp tục nha các bạn. Xoay cái góc bị sai còn lại nè các bạn. Tiếp tục các bạn. R', D', RD.
R phẩy D phẩy R D, R phẩy D phẩy R D, R phẩy D phẩy R D. Mình hoàn thành nha các bạn. Cũng đơn giản dễ hiểu hay không các bạn? Nó là dạng Rubik giống như 3x3 thôi. Nhưng mà nó dạng biến thể thì cũng không khó lắm. Ok. Các bạn hãy đam mê thì các bạn sẽ thành công thôi các bạn. Mình sẽ giải được hoàn chỉnh thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của mình. Xin chào các bạn.